pháo điện từ Ấn Độ nhanh gấp đôi Mỹ. Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ DRDO đã nghiên cứu thành công pháo điện từ có tốc độ bay nhanh gấp 2 lần Mỹ. Thông tin này được Defense News dẫn nguồn tin từ DRDO cho biết, cơ quan này đã phát triển thành công pháo ray điện từ EMRG có khả năng bắn viên đạn bay nhanh tới Mach 6. Cơ quan này hy vọng, cùng với vũ khí laser, pháo điện từ sẽ là những vũ khí khẳng định sức mạnh quân sự của Ấn Độ với thế giới. Trong vụ thử nghiệm với KEMRG vừa được tiến hành, viên đạn 12mm nặng 1kg đã được bắn đi với vận tốc 2000m/s với lực đẩy đạt 10 MJ. Trong tương lai gần, cỡ nòng EMRG sẽ được nâng lên 30mm. Chuyên gia về công nghệ tên lửa Trai Nayan thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ cho biết, công nghệ EMRG có những điểm mạnh mà không loại vũ khí nào có được. Nó có thể triển khai ở bất kỳ đâu theo mong muốn của các nhà quân sự. Một vị chuyên gia khác là Ajay Lili thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, dù mới chỉ ở những giai đoạn phát triển đầu tiên, nhưng trong tương lai, EMRG rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận và học thuyết chiến tranh của Ấn Độ. Theo thông tin ban đầu, loại pháo điện từ do DRDO phát triển có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 6. Với vận tốc này, vũ khí công nghệ cao của Ấn Độ có thể phóng viên đạn bay nhanh gấp 2 lần vũ khí cùng loại của Mỹ và gần đạt tới tốc độ của vũ khí điện từ Nga. Bởi theo thông tin được tờ Rossiyskaya Gazeta RG của Nga tiết lộ, súng điện từ của Nga hiện được Viện Nghiên cứu Nhiệt độ Cao thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học ở Satura nghiên cứu, hiện đã có những thử nghiệm thành công và đạt tốc độ nhanh gấp 3 lần pháo điện từ Mỹ. Ông Alexei Suropov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhiệt độ Cao thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Satura cho biết, trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã thử súng điện từ bắn viên đạn nặng chỉ vài chục gram bay với tốc độ đến 6,25 km/s, tương đương 22.500 km/h. Tốc độ này rất gần tốc độ vũ trụ cấp 1. Với tốc độ kinh hoàng của viên đạn do phòng thí nghiệm nói trên ở Nga thực hiện, không lớp bảo vệ nào của các thiết bị quân sự hiện tại có thể chống đỡ nổi, từ tàu chiến, xe tăng, máy bay. Theo nhận định của những chuyên gia hàng đầu về quốc phòng, thành công với vũ khí điện từ có thể làm thay đổi bản chất của các cuộc hải chiến trong tương lai. Bởi so với tên lửa, vũ khí điện từ có nhiều lợi thế về chi phí sử dụng rẻ, bảo quản dễ dàng và hiệu năng chiến đấu cao. Thực tế, chiến hạm dù có lớn tới đâu cũng chỉ mang được một số lượng đạn tên lửa nhất định. Khi sử dụng hết để nạp lại, chiến hạm buộc phải quay về cảng hoặc hệ thống chuyên dụng để nạp đạn. Vũ khí điện không cần điều này vì cơ cấu đạn nhỏ có thể dễ dàng vận chuyển như đạn pháo thông thường, thậm chí là tiếp vận ngay trên biển. Trong tác chiến, đạn tên lửa có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố gây nhiễu, có thể trượt mục tiêu nếu hệ thống dẫn đường bị vô hiệu hóa. Đối với vũ khí điện từ thì không. Khả năng bay thuần quán tính, tốc độ siêu thanh, đầu đạn tấn công có phản xạ tiết diện nhỏ nên việc ngăn chặn hoặc gây nhiễu chúng gần như là không thể. Với sở tốc đầu đạn lớn, khả năng phá hủy của đạn pháo ray điện bắn ra không khác gì với các đầu đạn mang thuốc nổ hạng nặng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.